xem cho Trọng Kiệt trước nhá. Dạ. Nhà có anh em Trọng Nghĩa này, Trọng Kiệt, Nguyễn Trọng Kiệt là năm nay sinh ngày 16 tháng 7 năm 2003 đúng không? Dạ. Sinh vào giờ Mùi 13 giờ 15 phút. Dạ. Trọng Kiệt là có mệnh Thái Dương, đẹp trai lắm. Mệnh có đào hoa nữa, Nguyệt Đức nữa là tốt nết, đẹp trai nhá. Lộc tồn tại mệnh nữa là xin sau này nhìn thấy đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Lại có cái chòm sao hóa quyền nằm cung quan lộc nên là làm luật sư sau này có quyền lực lắm. Phải học ngành luật nhá. Lá số này là Nguyễn Trọng Kiệt phải học ngành luật thì mới hợp với số mệnh của mình nhá. Cung Thiên Di có sao Thiên Lương và Ân Quang nên đi ra ngoài là có Phật độ giúp đỡ nhá. Cung Nô Bộc có sao Thiên Tướng nên là sau này có nhiều quân cán ở dưới giúp đỡ nhiều hình tốt công việc. Cung Thần Ách có Liêm Trinh Thất Sát nên là sức khỏe tốt không vấn đề gì. Cung Tài Bạch, Tài Bạch có sao Cô Thần Thiên Không tướng quân quốc ấn nên là kiếm tiền là nghề chính trị thì tốt, kiếm tiền là nghề chính trị ấy nhá, đi làm chính trị xong kiếm tiền đấy. Cung Con thì sau này có hai dòng con với vợ nọ và con với vợ kia, hai vợ liền. Nguyễn Trọng Kiệt sau này có hai vợ. Vậy hả? À. Sáu vậy rồi, sáu. Nguyễn Trọng Kiệt thì thân là cư Phúc Đức mà có phục binh thiên hình, tướng quân quốc ấn nên là số sẽ làm chính trị tốt, làm nghề binh nghiệp chính trị, ví dụ như làm luật sư hoặc làm công an quân đội thì Nguyễn Trọng Kiệt mới phát được. Còn nếu mà làm nghề khác thì không tốt. Nhớ chưa? Thì còn cái nghề nào khác? Cứ phải làm chính trị. Cậu này cậu hợp với nghề chính trị. Nghề chính trị. Nghề chính trị nhá. Tại cả nhà không có ai theo chính trị. Thôi, phải để ra Nguyễn Trọng Kiệt làm chính trị vậy. Chính trị. Nếu mà cháu có cái nghề trái là tính thì làm về điện, ngành điện được, điện tử, điện và điện tử được. Nghề và điện trái. Đấy, tài chính cũng được bởi vì có sao Lộc Tồn nằm tại cung mệnh. Hóa quyền nằm cung quan lộc, cậu này sau này thì làm tài chính thì được chứ buôn bán thì không được. Buôn bán thì không được. Không kinh doanh buôn bán được vì mệnh Thái Dương này thật thà lắm. Hiền. Hiền này, sống cho người khác này, lại có đào hoa tại mệnh nữa nên là sau này đẹp trai này lắm em theo nên là hai vợ là đúng rồi. Đấy, Trọng Nghiệt nhé. Trọng Kiệt sốc sức khỏe của bạn này thì rất tốt bởi vì cung Tân Ách có hai sao Liêm Trinh Thất Sát, tốt lắm nhá. Bố mẹ không phải lo về sức khỏe gì cả. Thế những cái năm hạn họ của bạn ấy này, thứ nhất là năm 14 tuổi, năm ngoái là năm xấu, dễ tai nạn, qua rồi nhá. Năm nay là năm có sao Hỷ Thần Thiên Tướng, tốt, năm nay tốt nhá. Nhưng mà cẩn thận không được hút, không được hút thuốc lá hoặc là cái gì đấy các bạn lừa cho nghiện là chết đấy. Nhớ chưa? Vì năm nay là bạn của Nguyễn Trọng Kiệt bị nghiện. Nên là Trọng Kiệt, nên là Trọng Kiệt chơi với các bạn cẩn thận đấy, các bạn lừa cho. Nhá. Tháng xấu của Trọng, tháng xấu của Kiệt là tháng hai âm, là đi cẩn thận giao kiệu ra và va quẹt giao kéo của người này, tháng hai âm nhá. Tháng ba âm tốt, tháng tư âm là tháng cẩn thận, tháng tư âm là tháng cẩn thận mất tiền. Tháng năm âm là tháng mà tương đối tốt nhưng mà tốn kém, chi tiêu tốn kém tiền của cha mẹ. Tháng sáu âm là tháng hơi chảnh mảng trong học hành đấy, không tập trung. Tháng 7 âm là tháng xấu, dễ bị va quẹt xe, ảnh hưởng tai nạn. Cẩn thận nhất, tháng 7 âm là xấu nhất nhá. Tháng 8 âm tốt, tháng 9 âm tốt, tháng 10 âm là tháng cũng cẩn thận luôn nhá. 10 âm là cẩn thận mất cắp, mất trộm, bị rình dập, bị ngáng đường. Nhớ chưa? Tháng 11 âm thì cẩn thận bị thị phi. Biết thị phi là gì không? Hay bị oan ấy. Thị phi mà bị oan là mất tiền. Nhá. Tháng 12 âm là tháng siêu xấu. Tháng 12 âm là tháng Tết ấy, siêu xấu. Cẩn thận.
và tháng đấy là nhiều kết quả học hành không tốt, rồi nhiều việc không tốt diễn ra đối với mình, hay bị mắng, hay bị giày la, nhớ chưa? Còn những cái năm hạn thì sao vậy? Năm hạn của bạn này thì bạn ấy năm 20 năm 18 tuổi là năm đấy rất xấu, 18 tuổi âm nhá. Kết quả học tập không được tốt. 18 tuổi âm. Xấu nhá. Rồi năm đấy là năm cũng dễ bị ốm đau. Đúng rồi, dễ bị ốm đau bệnh tật, 18 tuổi âm là năm nay là 15 rồi. Năm 20. Năm 20 tuổi âm. Năm 20 tuổi âm thì năm có sao hóa khoa. Đấy, nên là dễ thăng tiến trong việc thi cử học hành. 20 tuổi âm cơ nhá. Còn năm 19 tuổi âm là dễ trượt lắm. Đấy, thi đại học năm đầu dễ trượt. Năm thứ hai thì đỗ. Rồi năm 23 tuổi âm nữa cũng là cái năm xấu về sức khỏe, bệnh tật. Ảnh hưởng có thể tai nạn. Nha. Đấy là năm siêu xấu là 23 tuổi âm. Đại vận từ 24 tuổi âm trở ra thì rất trục trặc. 24 đến 33 tuổi ấy, là năm 24 xấu này, 25 xấu, 27 xấu, 29 xấu, 32 xấu. Đấy, xấu hết những cái năm đấy đi thì bắt đầu từ năm 34 trở ra thì mới thành công cho công việc, mọi việc nó mới ổn định tốt nhá. Và số của bạn này sau này là bị lừa tiền mua đất cát nhiều lắm, nên là cẩn thận kinh doanh mua bán đất cát với ai, giao dịch cho cẩn thận. Nhớ chưa? Mà bằng mọi giá phải thi, bằng mọi giá phải thi vào ngành công an hoặc quân đội nhá. Thì sau này công việc nó mới rực rỡ được. Năm đầu không đỗ thì thi năm thứ hai, nghe chưa? Rồi. Hỏi thầy gì nữa không? Còn về đường và gia đình đó, thầy nói là ví dụ số là 22 vợ vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng là như thế nào? Số 2 vợ rồi, 2 dòng, dòng 2 vợ rồi 2 dòng dạ. Con. Có 2 dòng vợ và 2 dòng con. Dạ. Có vợ với cả hai cô. Nhưng mà, dạ. Nhưng mà mẹ nhưng mà ý là gia đình có ổn định không sau ví dụ? À, sau thì vẫn lục đục, bạn này không đạt được hạnh phúc cho hôn nhân. Vì sao? Đào hoa tại mệnh mà, đào hoa gặp triệt nên là tình yêu nhạt duyên lắm, sớm nở tối tàn. Dạ. Ừ. Nhưng mà quên tức là bữa triệt đó thì sao đấy? Đúng rồi, giai đoạn đầu thì phát triển tốt, nhưng mà giai đoạn sau thì cái tình duyên cái sau triệt nó vẫn sao nóng vào sao đào hoa nên là nó hay chia lìa. Nhưng mà cuối cùng gia đình vợ con ví dụ dòng đời sau chẳng hạn, lần sau chẳng hạn thì có được là ổn định hay là như thế nào? Bạn này là cái bạn mà được gọi là nam mà đào hoa tại mệnh thì không ai sung sướng về chuyện tình duyên cả. Đa tình lắm, phong lưu lắm. Phong lưu đa tình lắm nha. Và bạn này á là có một cái điểm xấu là thân cư phúc đức, nhưng mà có thái dương thiên cơ đều hãm hết, nên là nếu có điều kiện là cha mẹ phải làm cái lễ phả độ gia tiên để cho độ âm cho gia tiên tốt nhá. Bởi vì bạn này là mệnh thì tốt nhưng mà thân và phúc đức đều hãm hết, nên là cuộc đời nó hơi hay gặp nghịch cảnh. Nhớ chưa? Tức là có cái cách nào để mình giảm? Có chứ, dạ. có làm cái phản độ gia tiên để hóa giải cái việc đấy cho bạn ấy thì bạn ấy sẽ tốt. Bạn này thay đổi vận mệnh bạn ấy đi, thay đổi vận mệnh cho bạn ấy. Cái đó là nhờ thầy. Rồi. Sao? Điện trạch. Đúng rồi, cái cung điện trạch này thì có thể kinh doanh được nhưng mà cẩn thận bị lừa thôi, chứ không phải là xấu không kinh doanh được. Đúng rồi, nên là phải cẩn thận thôi, làm ăn nó phải đàng hoàng, cẩn thận thì tốt. Nhá. Bạn là Nguyễn Kiều Vinh là ai? Rồi, mẹ. Cung quan lộc của Kiệt thì thầy nói rồi, làm công binh nghiệp mới được, công an quân đội tốt. Vì bạn này có chòm sao binh hình tướng ấn ở cung thân ấy, là số làm cốt cách làm chính trị tốt.
Cái gì gặp tuần triệt? Tài bài triệt. À tài bài có cháu thì vô chính diệu thì gặp tuần triệt lại hay. Hay à? Đúng rồi. Vậy là trên thiên văn của cháu có lo lắng. Có chứ, vì thằng này có sao lộc tồn thủ mệnh là cũng có là người có tiền rồi. Đấy, cung điện trạch có sao vua, tử vi thăm lang cũng đất cát nhiều nơi rồi. Vấn đề nó của nó là gì, nó cuộc đời không được hạnh phúc về chuyện gia đạo lắm thôi. Rồi. Rồi. Nguyễn Trọng Nghĩa này. Rồi. Nguyễn Trọng Nghĩa này. Nguyễn Trọng Nghĩa này thì mệnh thiên tướng gặp tuần, mà thân lại cư cung tù. Cung tù là cung liêm trinh tham lang hãm ấy. Tức là đây là một lá số mà cũng phải theo ngành binh nghiệp, không có là cũng sẽ số trục trặc về pháp luật. Nó nguy hiểm hơn ông anh là ông này có thể đi tù. Đó, vì mệnh liêm tham đóng ở cung tị này là mệnh tù nhá. Nên sau này nó cũng nhiều cái trục trặc về mặt pháp luật, nên là bắt buộc cái cậu này cũng phải theo ngành binh nghiệp. Đấy, nên là cha mẹ không làm binh nghiệp nhưng là có hai đứa con theo binh nghiệp đấy. Rồi, cái bạn này mà đi theo binh nghiệp chức rõ to, bởi vì bạn ấy có tròm tử vi phá quân nằm cung thiên di, nên là số làm trưởng làm lãnh đạo tốt. Thầy nhìn tướng mặt thì cũng thấy sau này rất là nhanh nhẹn đây kìa. Đó. Rồi. Đấy, bạn này mà đi làm công an quân đội là chức to lắm đây. Đấy, hai nữa là giàu có, bởi vì thiên phủ nằm cung tài bạch nên là tiền không thiếu bao giờ. Triệt đóng đấy thì nó chỉ hãm đến 32 tuổi thôi. Sau 32 thì nó phát thôi nhá. Rồi cung nô bộc của bạn này tốt, nhưng mà sau này bạn này là đa tình lắm, ngoại tình linh tinh quá. Nô bộc có đào hồng gặp địa thiên không đóng đây. Nhiều em thích quá, đẹp trai quá. Cung học hành quan lộc học hành thì tốt, bởi vì có văn xương này, thiên khôi phượng khác, có tứ linh chiếu cung quan lộc nên là học hành chu đáo tốt. Cung đợi thầy nhắn tin nhé. Mặt bấm khóa một cửa dưới. Rồi, về mặt là nô bộc thì bạn này rất là tốt, nhiều người giúp đỡ nhá. Phụ mẫu thì thiên đồng thiên lương đứng bên cạnh, là cha mẹ giúp đỡ bạn này rất là nhiều, cưng bạn này lắm. Cung phúc đức của bạn này thì tốt này, vũ phẫu thất sát, nên là kiếp trước đã làm binh nghiệp rồi, kiếp này làm lại thuận lợi. Đấy. Cung điền trạch thì có sao quả tú, nên sau này đất ở hay có vong linh lạ. Cung tử tức là cung con ấy, là trai nhiều hơn gái, mà con cái kinh doanh rồi quyền lực rồi mọi thứ tốt hơn cha mẹ, bởi vì bạn này cung con của bạn có cả hoa khoa hoa lộc có quyền chiếu nhá, ân quang thiên quý thiên việt, nên bạn này sẽ là đông con và thành công ở cung con. Rồi, huynh đệ thì hai anh em sau này cũng giúp đỡ nhau nhiều, hơi khắc khẩu tí tẹo thôi, nhưng mà sau này thương nhau và song hành cùng được với nhau. Rồi, nói tóm lại đây là một lá số mà cung mệnh của bạn đấy là âm dương thì thuận lý nhá, và bản cục khác bản mệnh nghịch ngũ hành thì hơi vất vả chút, nhưng mà sẽ cũng sớm đạt được nhiều thành công trong cung nếu mà làm ngành binh nghiệp. Vì sao thiên tướng chính là sao chỉ huy lãnh đạo, nếu mà được vào được ngành binh nghiệp thì sẽ làm cấp chỉ huy, cấp trưởng và có chức sắc. Bạn này Nguyễn Trọng Nghĩa nhá. Rồi, sức khỏe của bạn này thì rất tốt, không vấn đề gì cả, không vấn đề nhá. À, bạn này coi thế thôi, nhưng mà không vấn đề gì hết, cung tận ách tốt nhá. Vậy là định hướng nghề nghiệp cho con cho chuẩn xác nhá. Thầy đã định hướng rồi, đừng có làm sai, sau này nó có lại trục trặc về mặt pháp luật là nguy hiểm lắm đấy.
Còn mẹ này này, mẹ Nguyễn Kiều Vinh này mới là vấn đề này. Nguyễn Kiều Vinh này là mệnh của Nguyễn Kiều Vinh là dễ tai nạn giao thông lắm. Nhớ chưa? Bởi vì sao này là bộ sao này rất hay ngã ngoài đường, rất tai nạn ngoài đường và đầu mặt phải có sẹo. Nên hết sức cẩn thận đi lại nhá. Đấy. Số này và cái sau này mất ấy, mất mình mất là do tai nạn ngoài đường mất đấy, nên là hết sức cẩn thận. Được cái là cung mệnh rất là có sao thiên tướng, nên là trông mặt mũi phúc hậu. Đấy, đẹp, nét nào ra nét đấy, chuẩn rồi. Nhá. Cung quan lộc, quan lộc tồn, nên là làm nghề gì đấy? Dạ, đang làm kế toán. Kế toán vì có sao thiên hình nằm cung quan lộc, với lộc tồn là sao tài chính chuẩn luôn nhá. Và nhớ là số mình rất dây dính pháp luật đấy nhá. Vũ phá nằm cung thiên di này. Dạ. Hai người cãi nhau với thuế lắm. Ừ. Số như thế. Tài bạch có sao thiên phủ nên là cũng là thuộc dạng trung gia, kiếm tiền tốt. Đấy. Mệnh lại có hóa khoa, văn xương, văn khúc, nghệ sĩ, nghệ thuật, lộc tồn, chiếu mệnh. Ách chà. Cũng không có hóa lộc nên là kinh doanh cũng kém. Làm kế toán thì được nhá. Đấy. Số sau này cũng được nhờ con cái đây nhá. Mà hai đứa con trai là đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Ừ, bởi vì toàn thấy trong này lá số của con một bè mà. Dạ. Rồi. Cung nô bộc hơi xấu nên là không được sự ủng hộ nhiều người. Dạ. Ừ. Đấy, nên vất vả. Cung phúc đức tốt, liêm chính thất sát nên kiếp trước tiền kiếp tốt. Cung phụ mẫu sao thiên lương nên cha mẹ cũng rất là tốt bụng, tử tế, hiền lành. Năm đúng rồi, năm nay là cái năm mà thiên tướng gặp triệt đây. Năm nay tháng 2 âm lịch sẽ là tháng ngã xe đây. Nhá. Năm nay chính là năm hạn tai nạn. Tháng 2 âm lịch, tháng 12 âm lịch là hai tháng hạn nhất. Đấy, đề phòng tháng 2 và tháng 12 và tháng 10 nữa, tháng 10 nữa nhá. Tháng 10. Tháng 10, tháng 4. Dễ bị dao kéo mổ chích vào mặt. Vâng. Năm nay xấu. Năm nay công việc thì thuận lợi nhưng mà thì tốt, nhưng mà chỉ mỗi sợ tai nạn thôi. Tai nạn sẽ ảnh hưởng đến cái mặt. Đấy, và năm nay cũng về mặt xã hội ấy, là năm nay phải đối diện với cơ quan thuế má vất vả lắm đấy. Ai gọi này rất vất vả. Sao? Nói gần thầy nghe nào. Thế là về công việc đó, năm nay thì thuận lợi hơn đúng không? Năm nay công việc thì thuận lợi. Thuận lợi hơn năm ngoái. Đấy, nhưng mà về mặt tai nạn thì cẩn thận nhé. Có hạn. Sang năm công việc tốt nữa. Năm nay cũng chưa phải thực sự tốt đâu, muốn tốt nữa phải sang năm. Sang năm. Còn về cái gì? Điền trạch. Điền trạch của cô này thì rất xấu, bởi vì có cả sao thơ cô thần địa không âm sát vong thần chiếu vào. Nhưng đất mình đang ở này có vong linh này. Có vong lạ này. Đúng rồi, và nó tác động lên đứa trẻ con, đứa con cuối cùng của mình ấy, nó không lớn được, còn hay tăng động ấy, là do các quang linh ở đất đấy tạo nên. Đúng rồi, giải đi thì sẽ tập trung mọi người ở nhà ngủ sẽ ngon hơn, không bị các quang linh ấy quấy phá nữa, con cũng tập trung học tốt. Chị này cũng thế. Có đất cát à hả? Năm nay có khả năng có vào tháng 9 âm. Buôn bán đất cát thì được rồi thầy. Buôn bán đất cát tốt nhất là nên chồng buôn, chứ vợ thì lại có lộc kiểu khác. Vâng. Lá số này của vợ là không, vì có cả cái sao quan phủ và kiếp sát Đà La địa kiếp đóng cung điền trạch nữa, nên là đụng vào đất hơi trục trặc. Có chăng thì lấy lá số của chồng. Chồng thì trước 7 giờ và sau 7 giờ đúng không? Dạ. Chưa chính xác.
Rồi, đây thầy, để thầy tìm cho đây. Anh này anh làm nghề gì? Dạ, cũng kinh doanh nhỏ đấy. Kinh doanh nhỏ. Kinh doanh nhỏ, làm cái lĩnh vực, cụ thể lĩnh vực gì? Vật tư điện nước này. Vật tư điện nước à? Rồi, thế anh là xa nhà hay gần nhà, ở gần nhà hay xa nhà? Dạ, làm ở nhà thôi. Cho xem mặt, cho xem mặt cái để tướng cái xem mấy giờ. À, sao tướng này thì sao thất sát thủ mệnh rồi, anh sinh trước 7 giờ sáng. Đúng rồi, mệnh sao thất sát nhá. Cung thiên di với sao thiên phủ nên là số đại gia chuẩn rồi. Dạ, bây giờ còn lo cái máu vào tiền quá thầy ơi, không biết là sao. Hết lo cái máu vào tiền. Mặt này tướng đẹp, tai đẹp, mặt đẹp, mũi đẹp, mồm đẹp, sang lắm. Mà cái tướng này là tướng sau này hậu vận giàu có lắm, anh yên tâm. Dạ, thấy hậu gần hậu vận rồi mà chưa thấy gì thế. Chưa, năm nay 49, thầy xem nào. Cái vận của anh, vận của anh phải vận của anh đang rơi vào địa không địa kiếp chiếu nên là vất vả, vất vả mất vài năm nữa thôi, sắp giàu rồi. Anh là có số giàu hơi muộn, 65 tuổi trở ra tiền đầy nhà. Rồi, không biết có sống được đến đây không thầy? Thoải mái. Thấy sức khỏe yếu lắm rồi. Sức khỏe yếu nhưng mà lại nhật nguyệt đóng đồng cung cung tần ách nên là bệnh nọ nó tự chịu bệnh kia, không sợ. Dạ. Ừ, trong lá số này vợ chồng hợp nhau này. Tốt. Có nghĩa là sống được với nhau đến cuối đời đó. Trong lá số này cũng hai cũng có con một bè nhá. Yeah. Toàn con trai luôn. Đấy. Yeah. Cung phúc đức của anh gặp triệt. Đây, vấn đề của anh là anh chưa tốt đây này. Vì cái phần thứ nhất là gia tiên nhà anh ấy là không vào được nhà anh nha. Yeah. Các cụ không vào được nhà bởi trong nhà anh có vong lạ nên là họ cứ xua đuổi gia tiên anh. Yeah. Nha, thứ hai nữa là phúc đức có phải là bộ cung này là có liêm trinh gượng địa không ạ thầy? Đúng rồi, liêm trinh gượng địa nhưng lại gặp triệt. Đấy, lại địa không địa kiếp, lại phục binh đóng vong thần đóng cung phúc đức nữa nên là gia tiên nhà anh ấy là bị một cái vong linh lạ nó quản xuyến và nó bắt nó không cho giúp con cháu. Nên là cả lá số của con, cả lá số của bố sau này đều phải làm phá độ gia tiên đi thì bố mới đại phát mới siêu giàu được. Bây giờ chỉ giàu thôi chứ không siêu giàu được. Chắc còn xa là trước 7 giờ. Trước 7 giờ. Cái này là đúng mà trước 7 giờ là giờ máu không thế? Trước 7 giờ là giờ máu. Thì mới đúng. Vậy, với bác, cái... bác cụ nói là khoảng 7 giờ nhưng mà chính xác trước hay sau thì không có biết ạ. À? Trước 7 giờ thì mới là lá số anh có hai con trai. À, anh mới làm nghề dạ. Buôn bán đấy. Nhá. À, rồi mới ra cái tướng này. Hai con trai là làm nghề buôn bán. À, chứ sau 7 giờ thì mệnh thiên cơ của anh thì cái mặt nó khác. À. Đấy là thứ nhất, thứ hai nữa là anh làm gì có hai con trai mà lại con gái. Ừ. Nhá, mà nữa là phải bỏ vợ rồi, bởi vì tuần đóng cung vợ này có tả phù hữu bật chiếu là có địa không địa kiếp thì lại số hai vợ mất rồi nhá. Ừ. Tại vì nếu mà thấy lá số như thầy nói thì lại thấy nhiều sao ở các cái vị trí đắc địa hơn, đoạn miếu địa vượng địa hơn là cái lá số kia. Đúng rồi, lá số này đẹp mà anh có cân thân cư thiên di có sao vũ khúc thiên phủ là số đại gia mà anh đẹp lắm, mệnh thất sát chiều đầu mà thất sát tại ngọ này là có cực đẹp, thông minh giỏi giang xuất chúng đấy. May quá sao Kình Dương không đóng ở cung mệnh nên là sống còn dai còn chán. Tại vì phụ với Kình Dương đâu phụ mẫu mà. Tại vì cái nhà thầy chỉ xem một cái cung phụ mẫu thì tuổi thọ các cụ còn sao thế? Ở trong này là phụ mẫu có nhật nguyệt cùng đồng mệnh nên là sẽ có một cụ mất sớm hơn cụ kia nhiều nhiều đó. À. Anh em thì không nhờ được nhau bởi vì thiên lương hãm địa rồi. Anh em là huynh đệ không nhờ được nhau. Số này được nhờ vợ. Số này nhờ vợ thôi. Số được nhờ vợ. Số được nhờ vợ. Nhờ vợ. Được nhờ vả vợ ấy. Nhờ vợ. Tốt. Anh này là có cung kinh doanh có khả năng kinh doanh đất cát đây này, vì có song hao đó cung điền trạch nên mua đi bán lại được.
là nguyên nhân đấy là đều ở đấy. Được. Chứ không có chính quân, giờ sao điện trận không có chính quân mà quân vận chuyển thì là đều ở đấy. Đúng rồi. Tại vì thế thấy có cái nhà ở thôi mà mãi chưa xong được giấy tờ, thầy cũng biết là nó có cái vấn đề gì. Thì nó tại vì đất nhà anh nó vừa nói là có phần âm đấy, nó phá đấy, bảo giải như cái là xong giấy tờ thôi. Vâng. Bây giờ thầy cái cách nhưng mà có hỏi chỗ quan hỏi. À, thầy có thể xem qua cái phần mà anh em huynh đệ chút ạ. Tại vì thấy bên thằng em thì cái gia cảnh nó có trục trặc ấy, không biết là có vấn đề gì. Vì cung em của anh ở trong này có sao Thiên Lương hãm địa, được chưa? Rồi gặp sao Đà La nữa, rồi gặp mà Nhật Nguyệt cùng chiếu vào đấy nữa, mà sáu số Thiên Lương hãm địa để số bao giờ ra đạo cũng suy vong. Như là đồng chí đấy là dễ bỏ vợ lắm, không vợ gia đình nhà đấy không có hạnh phúc. À, thầy nói rằng, thầy chỉ xem của Nguyễn Trọng Tuấn cái khung quan lộc á, quan lộc này nếu mà làm cái nghề ví dụ như là kinh doanh nuôi trồng có được mà. Là nuôi... Anh không thể nuôi được, anh không có tay nuôi, bởi vì sao Thiên Mã của anh gặp tuyệt. Không có tay nuôi chồng thì sao ạ? Đúng rồi. Anh là mệnh là thất sát, chính là kiếm. Anh chỉ có đi chém cây chứ không nuôi được, không trồng được. Nhá. Anh cứ tập trung vào làm cái ngành kinh doanh về sắt thép, dao kiếm, kiếm khí. Đấy, là sẽ hợp với anh. Thì là như vậy là làm về kinh doanh buôn bán về vật tư sắt thép là được các bạn. Đúng rồi. Đấy. Rồi là cái cung điện trạch thì có thể phát triển được kinh doanh không thầy? Anh có thể kinh doanh được điện trạch rồi đấy. Bây giờ làm được rồi. Và chỉ cần là cúng giải cái quang ở đất phải không đấy? Đúng rồi. Mà năm nay là năm kiểu gì anh cũng mua đất khác rồi. À. Bây giờ có một cái là cúng giải đất ở nhà ở này, với hai nữa là cho cạn tiền này. Cần nghĩa, cần cái phản đối gia tiên là làm chung cho cả nhà chứ không phải làm riêng cho ai. Làm chung. Vậy thì bây giờ như thế nào để liên hệ thầy làm cái việc đó? Thầy sẽ gửi cho một cái email hướng dẫn nhá. Yeah. Rồi. Vậy thì có email có địa chỉ rồi, có gì thầy gửi cho cái đó. Rồi. Dạ. Có gì nữa có thể hỏi. Thầy cho hỏi thêm là bây giờ nếu mà cúng gia tiên như vậy. Ủa? Đây 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 đây. Vẫn nghe mà. À, ví dụ như vậy thì cúng gia tiên như vậy thì cúng như thế nào cho đúng và cho đủ. Đầu tiên là anh phải đưa các vong linh ở đất anh ra khỏi nhà đã. Sau là thỉnh được gia tiên, mời được gia tiên về nhà bát hương của mình. Được chưa? Đấy. Và sau khi họ về được đất nhà mình rồi thì lúc đấy mình mới cho cúng cho họ, nuôi cho họ được ăn uống các thứ được. Mới gần gũi được họ. Được chưa? Và có điều kiện khi mà làm được lễ phả độ gia tiên thì giúp cho họ siêu thoát hết và họ sang một cái cõi tốt hơn, cõi lành hơn để độ cho con cháu nữa thì càng tốt nữa. Anh hiểu chưa? Mọi việc này thầy đều kiểm tra được khi mà giải thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp qua video này cho nhá. Rồi xong quay video màn hình bàn thờ các thứ thì thầy sẽ hướng dẫn. Vậy thầy sẽ gửi mail trước đúng không? Đúng rồi. Gửi mail hướng dẫn trước. Rồi. Sau rồi thầy sẽ quay vô hướng dẫn. Rồi. Dạ. Thì cần chi phí thế nào thì thầy cứ báo. Bên này ok nhá, thầy sẽ gửi cho nhá. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. Rồi, xin chào. Thầy sẽ gửi video này cho. Thầy quay lại video này rồi. Thầy gửi lại cho. Dạ. Thầy gửi sớm luôn đó. Ok nhá. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.